Ok, lên em. Trưa hôm nay thì chơi thử một con game mà nhẹ nhàng đơn giản thôi. Game này thì nó mới ra mắt gần đây. Thực ra dùng từ mới ra mắt thì cũng không chính xác lắm. Nó có một thời gian là Early Access rất là lâu rồi. Thời đó thì tôi cũng chơi thử cho biết con game nó ra làm sao thôi. Thì vài bữa trước có đọc thông tin là Dev này đã ra mắt con game phiên bản chính thức và hoàn chỉnh. Đây, con game này giá rẻ và rất hay nha. Rất kinh. Chỉ một di vua. Cái tên rất là đơn giản luôn, hai chữ. Giá game thì nó chỉ có 3 đô thôi, thi thoảng nó giảm giá thì còn khoảng bốn mấy nghìn. Hiện tại đang giảm giá tới ngày 5 tháng 1 năm sau luôn rồi, thì coi như là trùng vô cái sự kiện mà Winter Sale luôn rồi đó. Đây, thậm chí là co-op với con Bogato và bao quanh nè. Bogato thì chắc anh em biết rồi, game chàng khoai tây quá nổi tiếng rồi đó. Thì nếu như anh em có Bogato thì anh em mua cái gói Bundle này cũng được, thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều nữa. Rẻ từ 25% này nó sẽ giảm 20% nữa, tức là game còn ba mấy nghìn đó. Tôi cũng không biết cái giá nó làm sao, tại vì tôi mua hai game này rồi. Rồi thì game mới ra mắt cái phiên bản đầy đủ vào hôm qua thôi, ngày 19 của họ là ngày 20 của mình đó, thì hôm qua đã ra mắt phiên bản chính thức. Đây, game này đồ họa pixel tương đối đơn giản, lối chơi gameplay nhẹ nhàng thì vẫn là cái dòng game Bullet Hell Auto Battle của Google Live, là mình chỉ việc là di chuyển nhân vật thôi đó. Nhạc anh em nghe cũng rất ngộ nghĩnh không, nhiều trang bị nhiều nhân vật, mỗi nhân vật thì lại có một cái ưu nhược điểm khác nhau, tất cả sẽ cover cho một vị vua của mình, đó là Jet King. Game chỉ có giá 3 đô nên anh em nào hợp thể loại này thì có thể chơi được. Còn nếu như anh em mà không thích cái pixel hay là Google Live hay là bên đất heo thì chắc khó. Để đây đây, game này thì có mấy anh tài trợ ta, game này là tôi tự mua thôi. Tên con game nó hiện chữ kinh luôn nè, nè đó, nó hiện chữ kinh ngay đây luôn nè. Còn nó chạy một sao có 60 fps ta. Game này phải FPS cao á, nó chạy mới ngon. Không có gương màn hình nè. Hiện số RAM full game. Luôn luôn sử dụng nhạc van tuần tiếp, ok. Tim lao, nguồn xích. Shop 3, 3 thì hơi nhỏ tí, 3 là cái con gãy đàn á. Hiện tại thì nó có rất là nhiều thứ luôn. Lên vua. Thì một con game indie nhỏ như thế này thì chắc không có ngôn ngữ tiếng Việt thôi, nếu có thì cũng Google dịch là chính. Rồi chúng ta vô new game. Hiện tại là 1, 2, 3, 4, 5, có 5 cái hòn đảo. Đây là nơi khởi đầu cho những nhà tập sự đầu tiên. Đây, ok. Bây giờ khi bắt đầu á, mình sẽ có quyền chọn một số cái nhân vật. Tranh lực gành này chắc dạng là mấy cái thành tựu trong game. Khi đạt được cái điều kiện này thì mình sẽ unlock một số cái điều gì đó. Đây chẳng hạn. Bây giờ mình có thể chọn một phần để đi theo mình, trang bị khởi đầu của mình. Trang bị này thì nó sẽ gồm một số dòng ở trên và ở dưới. Đây. Get full map. Cái này thì khá là ngon, nó rất là ngon luôn á. Mỗi 20 giây sẽ ra một vàng và một sinh dương. Bất cứ khi nào một đồng minh chết sẽ ra 50% vàng và sinh dương của họ, thì tôi không biết đó là cái gì. Vào cái đội hình đầu tiên thì tôi khá là thích con này. Con này thì nó tương đối mới. Hình chết. Con này 40 máu, một cháp hả? Sau 0.5 giây thì đứng yên á, sẽ set up một cái hình. Rồi, mình bắt đầu đi thôi, kéo để bỏ vô vị trí này. Thì mỗi lần để nó sẽ có hai cái lát á, tí nữa nó sẽ nói sau. Bây giờ chắc là đi cái nhánh giữa trước đã. Nó có thêm cái mới đó, hồi xưa chỉ có một đường thôi.
Đấy, tôi quên mang đồ vô rồi. Đó, mình cái thằng đệ này nó sẽ xây theo hướng con chó chuột của mình nha. Thằng đầu tiên mình sẽ xây theo hướng đó. Ban đầu thì đệ mình nó rất là yếu, nên mình sẽ phải là nâng đồ cho nó thôi. Nó không có level hay là kỹ năng gì đâu. Nhận được 4 vàng. Cái này là sao đó? Cái dấu chấm dưới chân là sao tôi cũng không biết nữa. Cái này thì mình khi bán á, nó sẽ regen. Bây giờ có hỏa pháp sư rồi mà. Phù thủy thì thằng đệ mình có hai lát nè, Gotai, Gonit với tao là hai cái lát này. Ghe vô thì nó sẽ thấy màu tím và màu xanh lá đó, thì cùng mấy cái lát thì nó sẽ boost lên rất nhiều thôi. Bây giờ mình có 4 tiền. Tiền của mình nó hiển thị ở đâu ta? Đây nè. Thì mình có thể mua được một thằng lính và một cái con nữa. Nên mua con nào đây? Changer Gusher. Con này con hình chết đó. Hình chết rồi phải đứng yên nó mới ngon. Không phải đặt 7 nữa. Về sau thì nó khá vô dụng, nên dắt lấy con pháp sư này nữa rồi. Tăng được 2 gen nữa. Con này thì rất là cần gen luôn nè. Một giáp. Khi mà đầy máu á, thì cả nguyên cả phạt ti thì di chuyển tăng 15% tốc độ di chuyển được. Cái dấu chấm dưới chân này là sao ta? Tôi không biết nữa. Đi. Bây giờ chắc tôi đi thử cái bên phải rồi đánh con boss coi nó làm sao. Đó, giờ đệ của mình tối đa là 5 thằng. Bây giờ đã có 3 rồi. Bằng mỗi giá là phải giữ con vua sống nha. Vua là cái thằng chính giữa nè, nó chỉ đi theo thôi chứ nó vô dụng lắm. Mấy quay đầu thì chắc làm cho có. Đây, mình có thêm một thằng nữa. Hai thằng giống nhau thì có thể là cho bay màu một thằng. Con này hệ lửa. Lấy con này luôn, mình còn một tiền. Cái này thì coi như là đầu tư lại được một tiền. Thực sự cũng không ngon lắm. Thử cái này đây. Cái này tôi thấy khá là mới. Để vô đây. Thì vẫn cho con này nó cầm. Con này là chủ đạo của mình nè. Thì thử bên phải còn sao. Tốt nhất vẫn nên là bui thêm một cái thằng thằng tăng cơ chính hiệu á, chứ đội hình hiện tại của mình là full đam rồi, một đam phép và hai sát thương nhật lý rồi. Đây thằng cấp tành này tăng rất là ngon nè. Vui thì tôi không biết. Cấp tành này thì tranh rét với tết cũng được. Đây, đánh được cái con boss hay gì nè. Cái dòng này là sao ta? Nó đánh rất là đau luôn nha. Một đống 7 danh màn hình rồi.
Không, 7 này nó chỉ tool thôi nên cũng không lo cho lắm. Rồi chết đứa rồi, chết tăng cơ của mình rồi. Không sao, vẫn đánh được. Trời ơi, anh tăng cơ cấp thành bà yếu đuối quá vậy. Ba đây. Google là sát thủ à? Không. Đây mình có thể tiến tới đó để lấy được một vàng và một hai cái viên này để ép lính của mình lên. Đây nè. À đủ 5 cục nó sẽ lên cấp. Bây giờ nó lên level 2, level 3 gì nè. Nó mang được 3 lót đồ luôn đó ta. Trời ơi, một đống đồ luôn. 5 trí tuệ, 5 sức mạnh, 5 phép hả? Ủa, nó ăn luôn hả? Cái này đòi đồ ăn hả? Kệ, đồ ăn thì chắc dồn vô cho đó. Rồi, chúng ta đi thôi. Tiếp tục vẫn là đánh boss. Con ba này thì nó sẽ thả ra mấy cái nút nhạc là nó rất cần cái hồi chiêu luôn. Mấy cái nút nhạc của con ba khi mình đụng vô thì nó sẽ hồi máu nha, nhặt nó thì nó sẽ hồi máu. Anh ba sắp hẹo rồi nè. Ủa, cấp thành sắp hẹo rồi. Tôi nhớ anh cấp thành nó tăng châu lắm mà sao bản này nó yếu xìu ta. Rồi hẻo hết đây, ta còn mỗi pháp sư thôi. Tụi nó đến phép đâu á, dính độc nữa chứ. Thôi xong chúng ta rồi. Chuẩn đi pháp sư. Không biết chữ người nào nó mới chết nữa. Hụt nữa kìa. À cái dòng đó để hồi máu, cái đó mới. Rồi xong, vẫn ba được, chết sạch hết trơn, còn mỗi anh pháp sư gánh tem. Anh pháp sư lên cấp hay gì? Nè, có một cái dấu chấm nè. Chắc bán anh cấp thành này đi quá. Lấy anh kỵ sĩ này vô tăng cho nó ngon. Ôi, nó đi vậy?
Từ đã, cái này khá là ngon nè, cộng thứ 5 trên nữa. Nhưng mà có hai con captain ở đây nên chắc phá đi. Mình sẽ bán con captain này mua hai con Kana vô. Captain bây giờ phế quá. Trời, bán cái này không đồng luôn. Rồi chúng ta có một đống tiền. Chắc tôi sẽ nuôi con này lên mát luôn á. Nên dồn hết đồ ăn cho nó đi. 5 hatter thì chắc pháp sư hoặc là con ba. Cái này là điểm thao. Mua luôn cái kiếm này. Mấy cái này thì toàn đồ cùi thôi. Rồi một máu mỗi giây á. Bây giờ cái này mới được có hai à. Cái đội hình này nó to quá, nó không ăn nhập gì với nhau cả. Về đây nhanh, thương thủ chọn đó. Trời, nó bắn cung kìa. Để nó bắn nữa. Đi chậm quá, tại mình đi quá chậm luôn. Chết rồi, pháp sư sắp hẹo rồi. Rồi, chúng ta mất cái thằng mạnh nhất rồi. Rồi mất luôn mà tăng cơ rồi, còn lại mỗi em KPA với em pháp sư thôi. Bắt đầu chiến dịch thả diều như nãy nữa. Vua tăng cho lính nha. Game này bây giờ nó có cái gì đó hả? Win. Con này sắp lên level 3 rồi, một điểm nữa thôi. Này thì hồi máu khá là ngon nè. Heavy HT vậy. Hình chết thì cũng ngon đó. Năm điểm trí tuệ thì nhắc cho con này luôn. Pháp sư nãy giờ của mình là nó không lên cấp. Tan với Wood. Năm điểm trí tuệ, 5 điểm sức mạnh. Khi mà đánh thì gây 25% cái điểm màu xanh lá và cái điểm phép của mình 5.3 con này nè, tức là gây 1 đam.
con gì đấy, con vua sát thủ. Berserker này nó tăng ngon còn hơn con ngon này nữa nè. Nên chắc đưa bán con này luôn á. Con này 60 máu lận. Tết 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 đúng rồi, lên level 3 mát rồi đó. Bây giờ con này Genji HT rồi. Còn cái này để dành đi. Ok, go. Giờ đánh con pháp sư giống mình mà. Đó, con bà của mình bây giờ nó đàn nhanh hơn. Đó, thấy con berserk của mình không? Nó bị đánh đủ nghĩa là nó biến bự ra, nó lên, nó lao lên chứ. Ý da. Pháp sư này nó mạnh quá. Trời, nó chọt cái muốn chết luôn. Đứng đứng rồi. Còn mỗi ông vua làm méo gì bây giờ. Tha em anh ơi. Có đạm méo đâu. Ý hình như cũng có hai đam kìa. Phế vật nhưng mà cũng có tí đam nha, có 1-2 đam nè. Đánh không chừng thắng được á. Trời ơi, mũi. Phải vua đích thân ra trận luôn. Bạn chạy đâu vậy? Cái này không như cờ vua, còn mỗi con vua thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Công nhận mình trâu phết đó chứ. Win. Bỏ tài mấy anh đệ luôn, MVP kiểu gì mà bay màu cái một luôn. Vua mình 60 máu 5 thủ. Này thì mát rồi, con này không xài, con này không luôn. Con này phải nuôi thẳng lên level 3 nó mới ngon. Chan good. Shetty, Genji, HT. HT gần hơi bị nhiều. Cho con này lên máu 3%, còn con này 5% hatter nữa. Pháp sư đi. Hơi là cái khá là khó nhưng mà nó có khi bị vỡ trong cái lúc hành trình. Tức là mình đeo cái này vô nó trừ chỉ số á, nhưng mà cuối giao thì nó cho mình thêm 2 tiền. Giờ mình có thể nâng con này lên được nè. Đó nè. Thêm cái HT nữa là cái này.
Rồi chúng ta đi thôi. Ok, chuẩn bị đấu trong màn một rồi. Bây giờ đi đến cái cổng nguyền rủa, sao mà cái cổng nguyền rủa sao mà rất là nhiều giờ trên cái chuyến hành trình xuyên qua cái khu rừng, bạn đã tìm thấy một cái hộp về. Nó nằm ở trên mặt đất, nó nằm ở rất gần cái cổng kho báu luôn. Thì rất là nhanh chóng là mình sẽ nẹt cái hộp đó lên, thì có nên là mở nó ra hay không? Không thì theo ý kiến của ông pháp sư là không nên mở. Mở, nhận được ba vàng, khá là cùi. Mỗi điểm giáp thì sẽ tăng cái chỉ số máu lên 20%, nhưng không thể giảm đam xuống dưới một. Con này có một giáp thôi. Tính ra cái này cũng khá là ngon đó chứ. Con này 5 giáp nè, có thể tăng được đống máu luôn á. Kệ mua về chơi. Mình cần xanh dương, xanh lam, màu hồng và màu vàng. Đây con này là được rồi. Gán cho nó hai hộp nữa là nó lên cấp. Good ship. Rồi gán lần cho nó lên luôn. Đó, một em. Con này gán chút nữa mới lên được. Bây giờ thiếu đồ cho nó rồi, chết rồi. Phá đi. Rồi đi tiếp. Nhận được cái gì đây? 100 HP. Hồi chiêu nhanh cực nhanh luôn. Ai đây? Nấu ăn hả? Nhấn C trên bàn phím. Làm sao? À, có thể dùng cái điểm bên đây để nấu ăn. Kim Di HT. Con này lên luôn nè. Ba điện là ba tiền mà nó ghi con một lần á, nhưng mà nó sẽ ra cái đồ quý hiếm nhiều hơn. Cộng 10 máu thì khá là cùi, 5 điểm trí tệ thì cũng không cần bây giờ nữa lắm, mình đang có rồi. Cái nào cũng ngon cho nó, bây giờ có thì bui lính này thôi. HT heavy
Mình đang rất cần HT luôn. Cả ba con này đều bán được hết. Mình nên nâng con nào lên bây giờ ta? Con này level 2, con này cũng level 2, chưa nâng con nào được nên cứ để nó đây. Đi rồi. Ủa, không có đánh boss luôn hả? Con này con mới nè, con elite mới nè. Tôi không biết nó là cái gì nữa. Trời, con này dán bơ xích cơ, nó bự quá rồi. Hồi máu đã. Bình tĩnh, hồi máu đã. Rồi, hẹo luôn rồi. Vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Rồi. Nó còn mấy con boss thôi. Game bây giờ không dễ như hồi xưa nữa. Quái nó rất là khủng khiếp luôn. Rồi, không chơi heo đất nữa đâu. Cầm heo đất ấy, heo heo quá à. Trí tuệ nó dễ tăng hơn là sức mạnh. Hai chục máu hả? Hai chục máu thì cũng được đó nha. Ba điểm này vẫn chưa đủ nào cả. Còn phát. Phá phá phá. Mình có một pháp sư nè. Con này cũng được nữa nè. Rất là ngon luôn. Rồi, đi thôi. Hy vọng chúng ta qua được cái màn này. Con này con Goku là con sát thủ hay gì á. Nó chọt cái có khi mình đi luôn á. Hay quá, phóng gây thương đúng đỉnh luôn. Kìa kìa kìa, nó trên rồi. Nhẹ nhàng, MVP của chúng ta. 7 gen, thì mình bán cái 5 gen này đi. Chục hunter, thì mình bán cái 32 này đi. Rồi sau đó mình trả đủ tiền.
hy sinh đồ. Đây level 3 của chúng ta, pháp siêu băng lên luôn. Ba chen, ba chí, ba máu. Cho tăng cơ đi, dồn hết đồ vô tăng cơ đi. Ok, go. Bây giờ trái hay phải? Phải thì được đánh hai lần với cái màu vàng đó nè. Nên đi bên phải đi. Quầy này chắc dễ thôi. Bây giờ chỉ còn con này là chưa lên thôi. Sắp đi với mà HT hả? Nếu như mình mua hai con này cái gì chính tiền. Ừ, cái này bôi nguyên bạc ti phép nó mới ngon á. Chứ tay mình thì có phép bổng gì đâu. Ở trong con này phép nó cao như vậy ta. Cái con vua của mình nó đánh bằng cái đòn vả, vả thì gây hai đam. Trời ơi. Có khi mình bôi hết vô con vua này cũng ngon quá đó nhá. Con ba này chưa lên cấp vội đâu. Mình đeo cái này cho con vua thì nó cộng được 2 điểm cho bạc ti luôn. 2 điểm trí tuệ cũng rất là ngon đó nha. Phá đi tuần sau mình lấy cái này. Không biết có qua cơn sóng này không nữa. Cho nó trâu dữ gì nè. À, nó là cái con triệu hồi đây. Nhẹ nhàng đơn giản. Cái này thì cũng được. Còn cái này không biết nên đưa cho ai nào. Đâm vào đâm ra.
Rồi tí nữa tôi sẽ chập tập trung dồn đồ vô Berserker này đi. Quốc cho đồng minh 50% cái lượng máu trong mỗi 5 giây. Nhưng mà nó có số 2 là sao ta? Mình thì bui cái này chỉ lên được cái HT thôi, khá là vô dụng luôn. Còn lại không có lên được cái điểm nào nữa. Nhưng nói chung là cái đội hình này của tôi thì bui quá tạp nham luôn á. Cái trụ gì đây? Chỉnh đầm lửa còn pháp sư nữa nha. À nó đánh vô cái tô tầm không à. Con ba mình nó há chào rồi kìa. Con bơ xích cơ chứ. Ý chọc khe. À chọc khe rất là ngon nghẻ luôn. Nè yes. 5 năm mà 5 năm cho anh vua cầm chơi. À cái này chỉ xài một lần thôi, sau cái combat này nó bể luôn. Cái này cũng ngon quá vậy. Con này lên tới 12 điểm phép rồi. Trong khi cái điểm phép nó chả tác dụng gì cả. Bây giờ dồn đồ nuôi con Berserker lên. Lật đổ chính quyền luôn. Chúng ta có được 3 tiền thôi. Nấu luôn đi vui luôn nè. Thank you.
Anh bờ sét cơ của chúng ta tăng hơi bị kinh luôn. Bổ vô bổ củi luôn rồi. Bút gì nữa mà bút. Nó chạy đi bạn ơi. Ba giây hồi chiêu một lần. Trời ơi, nó cho ba pháp sư luôn. Con này cho mấy con sát thủ thì ngon nè. Chín bảy máu à, bùi nó vui HP thử coi. Trẻ nó anh bơ xít cơ rồi. Chết rồi, nó chưa quá rồi, nó hóa rồi. Mày bắn ai vậy? Con này giống MBB vậy? Lượng đam gây ra nhiều, nhưng mà con này thì nó nhận đam rất là khủng khiếp luôn. 9 tiền, 100% HP. Cho con 3 đi. Con ba nó đạn kìa. Cái gì vậy? Rồi chết con tăng của mình rồi. Mày quên rồi, quên rồi. Cũng được. Con này phải bôi giáp cho nó nè. Chỉ số giáp rất là quan trọng luôn. Thử đi cái bên phải à. Cái bên trái nó có cái vàng hả à. Cái gương. Tăng cái chỉ số phép của cái hero của mình. Tức là gấp đôi đam á.
thiếu một tiền hả ta? Con này nó vừa cộng chỉ số chen vừa cộng điểm chỉ số mà trí tuệ luôn rồi. Cái khiêu thứ hai nó khiêu Enga nó khá cuồng 15 giây. Thì nó sẽ hồi theo cái chỉ số mà phép của mình là hồi 19 máu. Nên có cái trò nấu ăn mới ra này thì cái con Berserker là cái con mạnh nhất. Đó, nó hóa trào rồi là như là như bá đạo luôn. Nhẹ nhàng đơn giản đó, lên MVP rồi thấy chưa? Khoan khoan hả mua. Con này thì nó tăng theo cái điểm mà trí tuệ thôi, toàn bộ là điểm trí tuệ hết. Mỗi cái lượt đánh tay của nó thì nó gây đam mà trả bao nhiêu cả. Nuôi con này mập thay trăm mấy máu luôn. Đó, chúng ta đấu con boss đầu tiên thử coi. Đây bổ như bổ củi vậy. Bây giờ là boss ra. Ê, 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 ê. Rồi. Rồi nó chặt cái chết con ba của mình luôn rồi. Đi ra đưa ông pháp sư vô. Thôi nhẹ nhàng đơn giản thoải mái. MVP đam nhiều mà tăng cũng nhiều, con này vẫn mạnh như thế ta. Nó hồi máu cũng nhiều quá nè. Bây giờ chúng ta đã mở được cái vùng mới. Sang khu 2. Ủa, đi lại từ đầu hả? Thank you.
Con này tăng rất là mạnh luôn. Paladin thì chắc hồi máu rồi. Chơi thứ Paladin hay sao? Ok, vô. Ủa sao lại ạc ngột? Lại sao ta? Không lẽ đi lại từ đầu? À không. Con này thì nó chỉ là phù thủy băng thôi. Gây sát thương băng theo cái chỉ số phép của mình. Còn con này cũng xạ thủ. Xạ thủ này thì chủ yếu là đâm tầm xa chứ không có đâm diện rộng. Nên chắc lấy pháp sư băng. Điền đây, 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 đây. Như thế điền giữa thì cũng chả khác quá gì. Chỉ thêm được một số lựa chọn. Còn nó cung băng hết ta. Từ tưởng động pháp sư chứ. Ủa trên đầu nó có ba cái đó là cái gì? À ba cái phi dao. Vì ba cái phi dao này cho con vua nó đều ngon á. Rồi nó gây đam tỷ lệ với đam phép á. Có con nào có đem phép đâu. Cấp tành nãy cùi quá. Pháp sư băng mình có là thôi, cái này chơi là một tăng thôi. Mình đang bôi cái hệ cool với mà tết heavy đại con này vô cho có đội hình thôi tí bác. Anh vua tiểu lý phi dao. Con
có 3 nè. Sending HT hả? Lấy HT cũng được. Lên cấp năm gen với 5 in là hợp cho con này nhất. Con này cái bộ khiêu nó theo cái hai luôn, nuôi nó. Con này 5 điểm gửi trí tuệ, 3 lóc luôn, 3 lóc cho con dưới đây. Rồi bây giờ mình sẽ onin vô con này, nuôi nó. Boss lạnh 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 lạnh. Ngon. Paladin MVP. Đó, nhìn mấy chỉ số nó kìa. Ông vua hồi máu kinh dị thôi. Cái này phone only mà. Này 2 1 và 2 thiếu một cái rồi. Gắn lên cấp nè. Ok, go. Đó, nó cũng có con cung băng, cung băng nữa kìa. Phải diệt cái con pháp sư nó liền mới được. Đây con pháp sư nè, dễ dàng. MVP đó, thấy bùi paladin chưa.
Cái này tí nữa mình có kho báu mình bật nó. Cộng 3 HP bốt vàng. Nuôi nó không ta, nuôi con này thì có khi nó lên level 2 luôn á. Nhưng mà con này lên level 3 thì chắc nó ngon hơn. Ok, lên. Mấy cái đồ trắng này tí nữa mình quăng xuống đây mình bán cái cục này đi. Nên nó không có phí đâu. Đó, bắn vào mũi tên bạc. Con ba địch rồi. Bị đóng băng nè con. Cái gì thiên đỉnh kiếm hay gì? Phải. Anh ấy đam khủng khiếp. Nhưng mà tăng cơ thì vẫn là con này. Con này con gì vậy? Paladin đó, đúng rồi. Cái gì có cái gì đâu, toàn đồ cùi thôi. Con này méo có điểm trí tuệ nào luôn. Bây giờ thì ba cái HT là vô con này lên nè. Ủa con này còn chưa lên level 2 nữa trời. Chết rồi, mình không có đồ gì cho này.
Bây giờ chúng ta đi đánh đứa nào đây? Đây thì đánh ba đứa luôn, đi bên trái. Cái thiền định kiếm là cái chiêu của Paladin mình á. MVP Paladin tăng rất là ngon nha. Này thì hiện hình chữ đó. Boss chắc đầy quá. Đơn giản nhẹ nhàng. Trời, con ba nó đàn rồi. Con ba này thì phải có tem cover chứ không thôi nếu xìu rồi. Đó. Thực ra tem mình chả cần hồi máu đâu. Cái gì đây? 10 điểm trí tuệ. Con này thì cái kill nó cần điểm trí tuệ không ta? 8 giây là bắn ra cái viên băng ngay 12 đam. Tiết kiệm tiền. Nhìn nó ra ba con giống hệt luôn. Phá vội
Paladin của mình hồi máu rất là ngon. Boss nè. Ủa không phải à. Cái này lấy không ta? Sau khi mà đứng yên 2 giây á thì đồng party của mình lên đến 10 giáp. Cũng được, cái này lấy cho vua đeo cũng được. Paladin của mình là hồi máu nhanh thôi chứ không phải là mạnh nha. Nó chỉ hồi máu nhanh chứ không phải nó bất tử đâu. Nên mà nó đột đột ngột với nổ đam cái là có khi báo nữa. Ừ, không đủ tiền hả? Điền phải đấm nhau cho nó đã. Bắn mông thấm đâu bạn ơi. Phải đẩy con này lên trên 100 máu mới được. Hồi máu quá ba đạo vô Paladin. Boss nào, boss nào. Trời ơi, nó xả tiêu rồi. Rồi luôn rồi. Mày đam mảnh phết đó chứ. Ngon nè. Cái này lấy cho con này rất là hợp luôn.
Này thì pháp sư với chúng tôi này. Chuẩn lắm. Rồi bốc hơi hai anh pháp sư luôn. Đơn giản. Bây giờ 10 máu bạch ti à. 10 máu bạch ti thì cũng ngon. Bây giờ không cần dao găm gì đâu. Cái này 5 giáp. 5 giáp thì vô con này rất là hợp. Con này cho nó là cái điểm trí tuệ để nó hồi máu nhiều hơn nha. Giờ sao mình lấy cái này, 4 tiền nữa chắc đủ á. Cô ba của mình có cái chiêu là điều khiển cái quân địch đó, quay qua tấn công đồng minh đó nữa. Tất nhiên là vô dụng với boss rồi, nhưng mà đánh mấy cái này thì nó cắt chiêu mấy con quái tinh anh rất là ngon. Clip chứ gì mà bốc hơi nhanh quá. Ôi chết rồi, mất cái độ chính tiền của mình. Trời ơi, chứ không quay. Cái này có sớm thì ngon. Máu 78, máu 65, máu 52, máu 60. Ok. Giờ sao đến boss này, không cần tiết kiệm tiền nữa đâu. Tự nhiên mất tiêu cái đồ vàng uống thiệt. Lạnh 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 lạnh. Cái con này bị lỗi tiếp theo cái gì là nó cầm súng chết 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 chết. Ý da, 9 tiền. Giờ sao đến boss mất tiêu rồi. Bán này 3, 4, 7 à. Kỳ quá. Tùy con này mới có 60 thôi.
699 này gần được 100 này. Đấy, 102. Con này 58 cũng ngon rồi đó. Này 65, con này mỏng nhất. Boss này thì đơn giản thôi. Thái độ nè, bắn ai vậy bạn, bắn ai vậy? Bỏ đầu. Cú hả? Bây giờ nó bị đóng băng vậy? Chết rồi, bị lạnh, bị lạnh. Vô lẽ coi rồi, thằng đồng đội mình bị đóng băng nằm bên rồi. Né. Chết rồi, hết lửa rồi. Sắp bị đóng băng nữa rồi. Vô. Sống rồi, đầy máu, không sao cả. Thôi rồi. Về đặt đế trứng lên đó nhé. Dạ dạ, ây da. Ba trăm đam. Đúng là anh Paladin của mình gánh tem. Rồi, đơn giản vậy đó hả? Nè, Paladin cân hết mọi thể loại luôn. Anh ba thì hồi máu không bằng Paladin hồi máu nha. Còn nội vua thì gây 20 đam hả? Chúng ta đã mở phá được cái vùng mới nữa. Ồ, bây giờ mới tăng cái độ khó đây. Hai cái này là cái gì tôi không biết, nhưng thôi, hôm nay ngừng đây thôi. Game rất thú vị, tôi sẽ còn chơi tiếp nữa. Mình tới zone 3 nè, zone 4, zone 5 mới nè. Còn rất là nhiều thứ để khám phá game này luôn. Tôi sẽ nghiên cứu bùi cái đồ hình mà ngon nghẻ chứng chỉ đã. Game này có một người làm mà nha. Đây là người dịch thuật ngôn ngữ tiếng Trung. Đây là tiếng Nga. Đây là marketing Camila. Một chàng trai rất là vui vẻ, Coca-Cola ở trên kênh Discord. Mất đi rồi. Mất đi gai. Giúp đỡ cộng đồng. Thì sai một số thứ trên Lander. Bự chết bự gồ, vui game jam luôn. Hỗ trợ cái cộng đồng Twitch trên mà kênh support. Ủa, hỗ trợ cái động cộng đồng support trên kênh Twitch nhầm. Nói ngược. Dịch thuật ngôn ngữ thứ hai là vẫn là tiếng Trung. Người thứ hai dịch thuật thôi. Tiếng Nhật, ở sang tiếng Đức. Vẫn là tiếng Trung. Tiếng Trung coi bộ là dịch thuật hơi khó ha.
Cái này nên để là mấy cái avatar của họ vô thì đẹp hơn. Nhưng mà chắc bản quyền hay là ngại cái gì đó thôi. Ok, bye bye anh em.